Cơ quan không gian của Trung Quốc công bố tìm thấy ngôi nhà bí ẩn trên mặt trăng, dấu vết của nền văn minh ngoài hành tinh. Nhân loại chúng ta đã đáp chân lên mặt trăng và đã thực hiện nhiều cuộc thăm dò trên mặt trăng. Tuy nhiên, sự hiểu biết của chúng ta về mặt trăng vẫn còn quá ít. Trên Internet có nhiều bức ảnh thần bí về mặt trăng, nhưng dựa trên những bức ảnh gốc mà so sánh, thì những bức ảnh trên mạng đã bị sửa đổi hoặc tự ý sáng tạo thêm. Để đáp ứng sự tò mò của quý vị về một số điều thần bí, chúng tôi đã làm những nghiên cứu tư liệu sau đây. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, tài khoản của Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc có tên Thiên khung của chúng ta đã chính thức thông báo tàu thăm dò mặt trăng của Trung Quốc Hằng Nga 2 đã phát hiện một vật thể không xác định có hình dạng giống một ngôi nhà nhỏ và họ gọi là ngôi nhà bí ẩn. Khi thông tin này được công bố, nó đã gây ra chấn động đến ngành không gian vũ trụ của cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Bởi vì đây là lần đầu tiên các cơ quan chính thống của Trung Quốc công bố các bức ảnh thần bí về mặt trăng. Vậy, vật thể không xác định này chính thức là gì? Liệu nó có thể là di vật của người ngoài hành tinh hay không? Kính mời quý vị hãy cùng TCT, chúng ta sẽ cùng nhau nói về câu chuyện vật thể không xác định trên mặt trăng. Mặt sau của mặt trăng. Như chúng ta đã biết, mặt trăng có tác dụng gây ảnh hưởng đến thủy triều trên trái đất, khiến mặt trăng xoay quanh trái đất. Tuy nhiên, điều đặc biệt là mặt trăng chỉ quay một mặt hướng về trái đất mà thôi. Chúng ta chỉ biết được một mặt của mặt trăng, còn mặt đằng sau thì vẫn là một ẩn đố. Đây là hình ảnh chúng ta thường thấy, một mặt trước của mặt trăng. Nó đã cho con người cảm thấy rằng mặt trăng có hình tượng băng lãnh và sạch sẽ. Tuy nhiên, cho đến năm 1959, Liên Xô ra mắt tàu vũ trụ Luna 3 với nhiệm vụ chụp ảnh mặt sau của mặt trăng. Và Liên Xô cũng là nước đầu tiên trên thế giới đưa tàu vũ trụ chụp ảnh mặt sau của mặt trăng. Khi nói gửi những bức ảnh đầu tiên của mặt sau mặt trăng về trái đất, mọi người đã choáng váng bởi vì hình ảnh mặt trước của mặt trăng hoàn toàn khác với mặt sau của mặt trăng. Nếu mặt trước nhẵn mịn và đẹp đẽ, thì mặt sau lại lồi lõm, gồ ghề, đầy những hố đen và đồi núi. Có người còn ví rằng mặt trước của mặt trăng là thiên sứ, thì mặt sau lại hoàn toàn là một ác ma. Nhưng đó chỉ là một phần bí ẩn của mặt trăng. Mặt trăng chứa nhiều bí mật hơn chúng ta tưởng tượng. Bí mật đầu tiên là trên mặt trăng có nhiều vàng, đá quý và kim cương thiên thạch quý giá. Các nhà khoa học đã biết rằng, vào thời điểm hơn 4 tỷ năm trước, ở mặt sau của mặt trăng có nhiều tài nguyên quý giá và phong phú do sự va chạm của các tiểu tinh cầu đem lại. Đây là mỏ khai thác quý hiếm và nhiều cường quốc trên thế giới cạnh tranh nhằm khai thác trên không gian. Thứ hai là khi Liên Xô tiến hành cử tàu thăm dò Luna 2 đáp lên mặt sau của mặt trăng, nó đã gặp nhiều khó khăn do tàu vũ trụ không có hộp số giảm tốc, nên nó chỉ đáp được đến gần khu vực phía sau của mặt trăng mà thôi. Sau đó thì Luna 2 đã ngừng hoạt động và cũng không ai biết chính xác bây giờ nó đang nằm ở đâu. Có thể nói rằng Luna 2 đã mất tích và mất liên lạc với địa cầu. Từ năm 1969 đến 1972, Mỹ dẫn khởi chương trình Apollo đưa con người đặt chân lên mặt trăng. Có 6 tàu đã đổ bộ và hạ cánh trên mặt trăng. Tuy nhiên, bằng mọi cách điều chỉnh vị trí, nhưng cả 6 tàu vẫn chỉ đáp được lên mặt trước của mặt trăng. Hơn nữa, họ còn hạ cánh an toàn và không gặp sự cố như Luna 2. Do khó đổ bộ lên mặt sau của mặt trăng, nên Hoa Kỳ và Liên Xô đã tiếp tục phát động thêm 100 tàu thăm dò vũ trụ lên mặt trăng. Cuối cùng, chỉ có 2 tàu vũ trụ là hạ cánh đến gần mặt sau của mặt trăng. Tuy nhiên, con tàu của họ cũng bị hư hại phần lớn vì chỉ còn một số phần mềm là vẫn hoạt động, đưa thông tin về trái đất. Chính vì vậy, mặt sau của mặt trăng là khá bí ẩn đối với nhân loại. Năm 2004, Trung Quốc đã khởi động chương trình thăm dò mặt trăng nhằm phân biệt vùng đất thăm dò không người lái và xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Quá trình này được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là phóng tàu thăm dò không người lái lên mặt trăng. Năm 2013, Trung Quốc đưa tàu thám hiểm thăm dò đầu tiên của mình lên mặt trăng. Nó có tên là Hằng Nga số 1. Và tất nhiên, tàu thăm dò này cũng chỉ đáp lên được mặt trước của mặt trăng. Nó đã chụp được nhiều hình ảnh về bề mặt của mặt trăng. Thời gian Hằng Nga số 1 hoạt động được ước tính là trong vòng 3 tháng, mặc dù nó đã hoạt động được 2 năm trên mặt trăng.
Sau khi tích lũy được kinh nghiệm hạ cánh, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai kế hoạch hạ cánh phía sau của mặt trăng. Họ cũng biết trước là các tàu thăm dò mặt trăng của Liên Xô và Mỹ trước đó cũng chưa hạ cánh thành công lên mặt sau của mặt trăng. Bởi vì mặt sau của mặt trăng không quay về phía trái đất, nên liên lạc vô tuyến của trái đất không thể truyền thông tin đến tàu đổ bộ. Do đó, cần một máy dò từ mặt hướng nam của mặt trăng. Việc đo lường, theo dõi kiểm soát thời gian thực là rất khó. Nếu tín hiệu bị gián đoạn trong quá trình hạ cánh, hậu quả có thể rất tai hại. Vì vậy, giải pháp của Trung Quốc là để nhiều vệ tinh liên tiếp quay xung quanh mặt trăng, rồi thông qua đó sử dụng hệ thống liên lạc giữa các vệ tinh để theo dõi thời gian thực của tàu đổ bộ lên phía sau của mặt trăng. Ngôi nhà thần bí trên mặt trăng. Năm 2019, tàu hàng Nga 4 của Trung Quốc bắt đầu khám phá về phía sau mặt trăng. Sau khi đáp xuống vùng tối, tức mặt sau của mặt trăng, xe tự hành Thỏ Ngọc 2 đã rời tàu hàng Nga 4 và bắt đầu khám phá bề mặt phía sau của mặt trăng. Toàn bộ quá trình hạ cánh rất ổn định, con tàu giảm tốc vài lần, tránh chướng ngại vật rồi ổn định hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng. Sau đó xe thăm dò rời khỏi tàu đổ bộ, chạy xuống mặt trăng. Đây là khung cảnh phi thường kích động các chuyên gia không gian. So với Thỏ Ngọc 1 thì Thỏ Ngọc 2 đã có nhiều cải tiến hơn, nó mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Thỏ Ngọc 2 với hệ thống 6 bánh xe giúp thích ứng với bề mặt gồ ghề của mặt trăng. Khi gặp chướng ngại vật, Thỏ Ngọc 2 có thể tiến lên, lùi xuống, rẽ trái, rẽ phải, vượt qua chướng ngại vật có độ cao 20cm, leo lên độ cao 20cm. Đương nhiên, tốc độ của nó không nhanh. Lý thuyết đạt 200m/h, tương đương với việc di chuyển 3,3m trong 1 phút. Thỏ Ngọc 2 đã chụp được toàn cảnh của phía sau mặt trăng với hình ảnh rõ nét, khiến chúng ta cảm nhận được sự cô đơn và vắng lặng của phía sau mặt trăng, hoàn toàn là một khung cảnh tĩnh mịch đơn độc. Nói vui một chút, nếu nhà thơ Lý Bạch thời Đường nhìn thấy cảnh tượng này, không biết ông còn sáng tác được vần thơ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương nữa không? Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc đã ở mặt trăng được 2 năm và đã di chuyển được 1 km. Trong cuộc hành trình, Thỏ Ngọc 2 đã nhiều lần va chạm với địa hình phức tạp, các hố và miệng núi lửa và chụp nhiều bức ảnh định kỳ. Sau đó, nó đột nhiên chụp được một bức ảnh gây ra sự chú ý cho nhân viên không gian trái đất. Đây là một địa hình tương đối bằng phẳng, nhưng trong bức ảnh có một đối tượng kỳ lạ nhô lên. Sau khi phóng to bức ảnh đặc biệt, có thể nhìn thấy đối tượng này, hình dạng rõ ràng hơn, hình cột thẳng cả hai bên. Ở giữa có một bóng đen trông giống một cánh cửa, nhìn giống một bộ phim viễn tưởng Stargate. Đồng thời, kích thước của vật thể này cũng không hề nhỏ. Thông tin này là do Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc chính thức xác nhận. Vật thể được gọi là ngôi nhà nhỏ trên mặt trăng. Vậy tại sao không để Thỏ Ngọc 2 tiến đến gần ngôi nhà thần bí để kiểm tra xem, rốt cuộc đó là vật thể gì? Lý do là ngôi nhà thần bí cách Thỏ Ngọc 2 80m. Có nhiều hố lớn gồ ghề trong khoảng cách này, Thỏ Ngọc 2 không thể vượt qua những chướng ngại vật này để tiến gần ngôi nhà được. Hơn nữa, cộng với chế độ ngủ đông để sạc năng lượng, thì Thỏ Ngọc 2 cần mất 2 đến 3 tháng mới có thể đến được ngôi nhà thần bí. Để chân thực xác nhận rốt cuộc đây là vật thể gì, và liệu nó có phải là ngôi nhà tàn tích của người ngoài hành tinh hay không, chúng ta hãy cùng xem một số lời giải thích. Giải thích về ngôi nhà trên mặt trăng. Đầu tiên là câu hỏi, liệu ngôi nhà thần bí này có phải là của người ngoài hành tinh hay không? Chúng ta có thể thực hiện một số phân tích. Thứ nhất, có thể vật thể này là do tàu thăm dò của Mỹ và Liên Xô để lại. Theo thông tin hiện tại, có hai tàu thăm dò đã từng đâm vào phía sau của mặt trăng. Chúng là chiếc Luna 2 của Liên Xô được phóng vào năm 1959 và tàu Ranger 4 của Mỹ phóng vào năm 1962. Phân biệt chúng như thế nào? Bất luận xem từ mọi góc độ, chúng đều không có khả năng là ngôi nhà nhỏ thần bí được. Vậy vật thể này có thể là đá tảng lớn trên mặt trăng thì sao? Khu vực đáp xuống của xe tự hành Thỏ Ngọc số 2 là ở miệng núi lửa Von Kaman, tức là hố mặt trăng. Miệng núi lửa có đường kính khoảng 180 km và nó nằm trong một miệng hố va chạm lớn hơn. Đây được gọi là lưu vực Aiken Nam Cực, có đường kính khoảng 2.500 km. Đây là vụ va chạm lâu đời có niên đại khoảng 3,6 tỷ năm tuổi.
vụ va chạm đã tạo ra hàng ngàn hố to nhỏ khác nhau trên bề mặt phía sau của mặt trăng. Những hố va chạm này còn được gọi là biển mặt trăng, bởi nhìn bằng mắt thường, những hố này sẽ tối màu hơn bề mặt của mặt trăng, nên trông giống như các vùng biển. Vị trí va chạm sẽ khiến bề mặt đá của mặt trăng tan chảy thành nước. Nước này chảy ra sẽ bị làm lạnh, đóng băng, từ đó tạo thành một khu vực có diện tích bằng phẳng rộng lớn. Vì vậy, việc xuất hiện một tảng đá lớn như trong hình là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Cho nên, có thể khẳng định ngôi nhà thần bí trên mặt trăng không phải là tảng đá. Tuy nhiên, trên một hành tinh khác, đó là Sao Hỏa, cũng xuất hiện một tảng đá lớn có hình tam giác giống mái nhà. Tảng đá này có một số góc nhìn giống những đường thẳng được cắt gọt từ công cụ máy móc. Nhìn từ xa, có thể phát hiện ra đây rõ ràng là một vật thể không phải tự nhiên. Tại Trung Quốc cổ đại, mọi người chỉ có thể dùng mắt thường để quan sát mặt trăng từ xa. Trong khi quan sát mặt trăng, đã có một câu chuyện kinh ngạc liên quan đến mặt trăng được lưu truyền. Có một thành ngữ rằng, diều ngọc tạo trăng vốn dĩ là phép ẩn dụ cho ý khôi phục đất nước. Nhưng sự thật là thành ngữ này có nguồn gốc từ trong một cuốn tiểu thuyết thời Đường tên là Dậu Dương Tạp Trở. Trong đó có một đoạn mô tả về mặt trăng. Trong Dậu Dương Tạp Trở, Đoàn Hành Thức, tác giả của cuốn ghi chép, có đề cập đến một lá thư của một người bạn, Trịnh Nhân Bản. Nội dung bức thư kể về cuộc dạo chơi của người em họ cùng một tú tài lên núi Tung Sơn. Hai người mải nhìn ngắm phong cảnh nên đến chiều tà thì quên đường về. Đang tìm lối xuống núi thì cả hai nghe thấy tiếng ngáy lớn. Khi đến gần thì thấy một người mặc áo choàng trắng, đầu gối lên túi hành lý trắng đang ngủ trong bụi rậm. Hai người thấy vậy bèn nhanh chóng đánh thức rồi hỏi đường đi ra. Người áo trắng nhanh chóng dẫn đường cho cả hai đi xuống núi. Người tú tài tò mò hỏi, đại huynh tại sao một mình trong rừng vậy? Người áo trắng không đáp mà hỏi lại, các người có biết mặt trăng là do 7 bảo vật tạo thành không? Trăng ấy thật ra là quả cầu. Người phàm thấy trăng khi tròn, khi khuyết là bởi ánh thái dương chiếu lên những chỗ khác nhau phản xạ mà thành. Trên mặt trăng có hàng vạn người trông nom, ta là một trong số ấy. Mặt trăng có 85.000 hộ gia đình sinh sống, trong đó có 80.000 người đang ngày đêm làm việc để bảo vệ và sửa chữa mặt trăng trong đó. Hai người lạc đường chưa hết kinh ngạc thì người áo trắng mở hành lý ra. Bên trong có diều ngọc để tạo trăng, lại có cơm ngọc có thể khiến người ăn trị được bách bệnh. Người áo trắng mời cả hai người lạc đường ăn thử cơm ngọc. Ăn cơm xong thì chỉ đường cho hai người đi lạc. Họ đi một lát quay đầu nhìn lại thì người áo trắng đã biến mất vào không trung. Trước tiên, không nói đến độ chân thực của câu chuyện này là thật hay giả, nhưng vào triều đại nhà Đường, tức là cách đây 1.000 năm trước, thời đó không có kính thiên văn nên không thể biết được mặt trăng có hình cầu. Ngay cả lúc đó trái đất có hình gì người ta cũng không biết. Con người từ thế kỷ 16 sau khi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới mới chứng minh được trái đất là hình cầu. Như vậy, người thời Đường làm sao biết được trên mặt trăng có những hố lõm gồ ghề. Hơn nữa, chúng ta cũng đã biết rằng mặt trăng được cấu thành từ 7 hợp kim. Điều này trùng với 7 bảo vật mà người áo trắng nói tới. Trên thực tế, mặt trăng đã phải chịu nhiều sự tấn công của các thiên thể nên hàm lượng kim loại quý hiếm của nó được tạo ra nhiều hơn so với trái đất. Loại đá chủ yếu trên mặt trăng là đá ba gian, dầu sắt và titan. Cuối cùng, người áo trắng còn nói về thợ sửa mặt trăng. Điều này không khỏi khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi nghe. Vậy, bức ảnh về ngôi nhà bí ẩn trên mặt trăng liệu có quan hệ gì đến những ghi chép trong thời Đường hay không? Bất kể câu trả lời thế nào thì đây vẫn là vấn đề mà chúng ta mong đợi và quan tâm. Mặc dù ngôi nhà có thể là di tích của người thợ sửa mặt trăng hay cũng có thể là một cổng đá bình thường, nhưng nó vẫn là một trong những khám phá mới có ý nghĩa với lịch sử loài người chúng ta. Nếu ngôi nhà bí ẩn là di tích của nền văn minh người ngoài hành tinh để lại trên mặt trăng, thì rất có thể đây chính là một di tích được để lại với hy vọng một ngày nào đó người trái đất có thể lên được mặt trăng và mở ra tư duy mới về vũ trụ, từ đó nhận ra rằng loài người không đơn độc trong vũ trụ. Chương trình hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu quý vị quan tâm đến chủ đề mặt trăng, đừng quên để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ. Quý vị hãy like và chia sẻ video. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề khám phá lần sau.